Hôm nay bên Suzuki Hưng về được mẫu xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn nha anh chị, chạy được 31.000 km thôi. Mặc dù là bản tiêu chuẩn sản xuất đời 2022 nha. Mặc dù là bản tiêu chuẩn nhưng mẫu xe này vẫn được trang bị đầy đủ option như là có phanh tay điện tử nè, có lễ số thể thao, có cúp điện luôn anh chị em. Anh chị em nào thích mẫu xe Hyundai Santa Fe nhưng không cần quá nhiều option, cần quan trọng là giá trị mang lại ha. Cảm giác chạy thì tham khảo qua xe của em Hưng. Xe thì còn rất là đẹp nha anh chị em. Thì với mẫu xe này vẫn được trang bị là có đèn chiếu sáng pin LED đôi nè, có LED chữ T định vị rất là đẹp nha. Mâm la răng phay kích thước nhỏ hơn tí và vỏ là vỏ cung hô nha. Chúng ta sẽ có gương chiếu hậu chỉnh cặp điện nè, có camera 360 thì đi theo màn hình Android nha. Nội thất thì cũng là chiếc ghế nội thất là hai màu nha anh chị nha, nó không khác gì so với bản đặc biệt và bản cao cấp cả. Vẫn có chỉnh ghế điện rồi bơm lưng đầy đủ hết nha, không có cửa sổ trời. Và đặc biệt là chúng ta vẫn có là lẫy số thể thao nha anh chị em nha. Có phanh tay điện tử nè, có lẫy số thể thao, vô lăng trợ lực điện nha. Rồi Odo thì em Hưng thì cam kết cho anh chị là chuẩn chỉ luôn. Màn hình thì Android nè, chết tết ha, ngon lành cành đào luôn. Camera 360 độ có đầy đủ hết, siêu nét. Cái độ chạy nè, cần số nút bấm nè, sạc pin không dây ha, có đầy đủ hết anh chị em nha. Rồi thì hàng ghế sau ngồi cũng khá là rộng rãi. Có light men ca đông giúp giải trí khi đi trên đường lúc rất ngon lành nha. Phía sau thì trang bị là có đèn led nè, có cảm biến lùi và cúp điện vẫn giữ nguyên nha anh chị em. Chủ xe cũng đã lên lót sàn 5D đủ hết rồi, rất là tiện nghi luôn. Xe cực kỳ đẹp và cực kỳ sạch sẽ. Cảm giác chạy thì vẫn thế, vẫn rất là đầm chắc nha anh chị em nha. Thì anh chị em nào mà quan tâm mẫu xe Hyundai Santa Fe thì tham khảo qua xem Hưng. Hưng có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ em Hưng nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.